Cảnh báo mưa rất lớn ở Thừa Thiên Huế, khẩn trương ứng phó thời tiết xấu. Trong hai ngày 2 và 3 tháng 12, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 400mm. Cơ quan chức năng phát cảnh báo các địa phương, đơn vị cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc sét và gió giật mạnh. Chiều ngày 2 tháng 12, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo khẩn cảnh báo thiên tai gửi các địa phương, đơn vị liên quan và chủ hồ đập về việc cảnh báo ứng phó với không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn trên diện rộng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong hai ngày 2 và 3 tháng 12, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300, có nơi trên 400mm, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, dông lốc sét và gió giật mạnh. Để ứng phó với thời tiết xấu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các địa phương chủ hồ đập theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến cộng đồng biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, có kế hoạch bảo vệ sản xuất. Trong đó, chú ý diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền, bao gồm cả tàu vận tải đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh. Chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh rét đậm rét hại, đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già và trẻ nhỏ. Các biện pháp an toàn cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao. Kiểm tra rà soát phương án sơ tán dân tại các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đô thị để chủ động sơ tán người dân khi có tình huống xấu xảy ra. Chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình ven biển, ven sông có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư thi công. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.